Thấy chưa, thấy chưa? Mới đứng chút xíu à, mồ hôi đầy rồi. Đẹp quá. Chỗ có hai con không phải cái ghế này. Chỗ có hai con là phải ở đây. Ngồi lên cái chân mà. Trời ơi, sao cái mặt không kìa anh. Cái mặt mắc cỡ, dồn giả tạo hết sức luôn á. Tóc Tiên đang nghĩ gì? Tóc Tiên nói là đợi mấy tiếng để quay, giờ ra đây không đợi nữa. Trời, anh Giang, anh hiểu Tiên vậy luôn sao? Bởi vì nãy giờ anh thấy em đâu có cần phải mở lời một lời nào đâu. Anh Giang là nói giùm em hết rồi, giống như là người đại diện với Tóc Tiên vậy đó. Anh Trăng nói hộ lòng tôi. Đó. Em thương lắm, em thương dễ sợ, cái mặt say mê. Ôi trời ơi. Cái gì? Gấp cho em hả? Trời ơi, ăn như heo vậy em. Ơi đó, đúng rồi, bóc tay luôn. Trời ơi. Chị Giang sẽ là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn của người ta, là người đầu tiên đau trong nỗi đau của người ta, và là người cuối cùng vui trong niềm vui của người ta. Và chị Giang không dám hứa, tại cuộc sống mình không biết gì sẽ xảy ra, không dám hứa là mình sẽ làm được gì cho người ta, nhưng mà nếu chỉ là người ta muốn thì Trường Giang sẽ ngừng thở. Cảm ơn Nhã Phương, anh yêu em rất là nhiều.